Ngày hôm nay tôi sẽ kể cho tụi bay nghe một số chuyện mà bấy lâu nay ta không muốn nói. Và tao biết có một số thằng vẫn không thích tao nói ra điều đó. Ngồi lại đây tao sẽ nói mày nghe vì sao tao buồn. Nhấp chút đắng của ly cà phê dần giọt nước mắt tuôn trào. Tao không hiểu là vì điều gì số đủ tụi mày xa lánh tao, hay vì hàng đá là mày bỗng thích do đó nên tao dần lánh xa. Thằng chi kỷ tao từng xem trọng giờ đây đâu còn chung đường. Thằng anh em đi lính phương xa không biết bao giờ tương phụng. Còn thằng em khi tao gặp nạn chứ từng một lần rời bỏ tao. Những thằng chi cốt bao con là nhất mong tụi mày đừng chơi khó nhau. Tao đéo thể hiểu, ganh ghét đấu kỵ nhau được gì. Nội bộ lủng lẳng sao vài chân biết rồi khẽ từng thằng quay bước đi. Nhiều khi tao biết gọi nhau anh em nhưng đéo thằng nào chậm nghĩa khí. Đừng để tao nhắc mày vội làm ngơ biện minh cũng đéo có nghĩa gì. Lúc mày cần á, chỉ một cuộc gọi tao tới ngay. Còn khi tao cần thì mày phủ tay cái lời hỏi thăm tao không thấy. Vì thì hỏi sao khi tao gặp mày chẳng mở miệng hỏi mày một câu. Vì nghĩa anh em giữa tao với mày có lẽ đã kết thúc từ lâu rồi. Gặp bạn gọi là bè khi, gặp nạn gọi là né vì. Giờ khác nguy hiểm mới lộ bản chất buông chân thằng nào thằng nấy. Chạy chi kỷ thời nay là điều quý hiếm. Bản thân đúng nghĩa còn mấy ai. Nghĩa khi tụi mày đang coi nhau là chút thi chỉ cốt. Đằng sau đâm chọc chứ có lòng tốt gì. Tiền bạc luôn là mục đích hơn thu nhau. Coi thường anh em bộ tổ mẹ tưởng tình nghĩa có thể dùng tiền đi mua sao. Em một hơi thật sao rồi để tao kể tiếp cho tụi mày nghe. Về những thằng bạn dần dần biến chất không phải vì tiền cũng vì xe. Ngày trước vẫn còn đi chơi chung nhưng giờ gặp mặt thì đâu được. Cách sống mày chỉ biết lợi dụng thì thôi tình bạn ta đổi hướng. Đừng hỏi tại sao lúc mày đụng chị thấy mà tao cứ vậy làm ngơ. Vì mày lưu thằng giữ anh em vào con đường chết đó thằng dơ. Sống mà cứ chơi trên đầu như thằng ông nội thì lấy gì còn ai. Chắc vì hóa chất ăn vô trong não chứ nghĩa mày không còn tồn tại. Còn được vậy thằng sống đúng chứ bạn tiên là cực ít nhưng mà bền. Thằng cốt có vợ không còn công chơi suốt ngày buông trải thấy mà buồn. Còn thằng anh em cứ đi làm xa thứ bảy hàng tuần nó vẫn về. Và thằng chi kỷ nó vẫn ở đây tình bạn đó giờ vẫn như thế. Có thằng ra đi có thằng ở lại có thằng trở mặt tự cắn nhau. Chơi chung bằng mặt chứ đéo bằng lòng hận thù càng ngày càng lắng sâu. Thôi thì tao cũng vẫy tay chào lũ bạn bè tình bạn anh em mình đã cạn. Cái nghĩa mình giữ lâu nay đưa hết vào đây mình trả bạn. Gặp bạn vừa lấy bè khi, gặp nạn gọi là né vì. Giờ khác nguy hiểm mới lộ bản chất buông chân thằng nào thằng nấy. Chạy chi kỷ thời nay là điều quý hiếm. Bản thân đúng nghĩa còn mấy ai. Nghĩa khi tụi mày đang coi nhau là chút thi chỉ có. Đằng sau đâm chọc chứ có lòng tốt gì. Tiền bạc luôn là mục đích hơn thu nhau. Coi thường anh em bộ tổ mẹ tưởng tình nghĩa có thể dùng tiền đi mua sao. Im lặng vẫn là cách để tao sống qua từng ngày. Không hơn thua không chứng tỏ không như cái cách mày từng. Sống cô độc không chết móc mà tao chẳng muốn phải phiền ai. Muốn được bình yên không phải suy nghĩ vì cứ như thế có ngày điên. Và tao biết nhiều thằng ghét tao vẫn hay làm mạo ngay trước mặt. Vì tiền vì gái mày đéo hơn tao nhưng đến khi già chưa chắc vượt. Và mày nên nhớ là bước ra đường mỗi thằng chỉ có một mạng thôi. Ghét tao thì nói đừng móc sau lưng tao nói mày đó thằng bạn tồi. Cũng đơn giản tao và mày đẳng cấp không cùng một sân chơi. Ngay cả cách sống mày còn hơn thua vậy lấy cái đéo gì chơi thân. Nhiều lúc gặp nhau chứng tỏ niềm khích ra vẻ này nào cũng kinh nhỉ. Không phải tao ngu đến mức không biết mà tao đang cố tình khinh bỉ. Cố nhìn thấu con người ngoài kia để biết được ai là bạn mình. Vẫn trút cạn ly khi tiền không có nhưng đéo bao giờ chút cạn tình. Cùng siết thật sâu trong màn đêm trắng mong lại khói trắng đừng hại tôi. Để tôi được sống cùng những anh em một khoảnh khắc hay đừng vội bay. Gặp bạn vừa lấy bè khi, gặp nạn vừa lấy né vì. Giờ khác nguy hiểm mới lộ bản chất buông chân thằng nào thằng nấy. Chạy chi kỷ thời nay là điều quý hiếm. Bản thân đúng nghĩa còn mấy ai. Nghĩa khi tụi mày đang coi nhau là chút thi chỉ có. Đằng sau đâm chọc chứ có lòng tốt gì. Tiền bạc luôn là mục đích hơn thu nhau. Coi thường anh em bộ tổ mẹ tưởng tình nghĩa có thể dùng tiền đi mua sao.